Olet, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình ha. Mình là chơi gà Gaming đây. Hôm nay mình sẽ chơi một cái vị tướng rất là nguy hiểm. Đó là chính là cái vị tướng Joker rất thích ăn bơ các bạn. Ok, mình sẽ đi chung với anh Yên Glock ở đây. Tên mình thì hôm nay là có anh Yên Linus đi gần các bạn. Ok, tiếp tục đi các bạn ơi. Đi thật xa để tới về các bạn. Ok, mình sẽ đi theo sau lưng cái anh mập địch này để bảo kê cho mình ha. Ok, anh em mình sẽ chơi với một cái bộ trang phục. Bà đi lộn đường kinh công rồi ông nội. Nhưng chú ý đi lộn đường kinh công mà không sao ha. Với một bộ trang phục là gì mình cũng quên các bạn. Không sao ha. Ok, mình mà chơi Joker là mấy anh em này tới số các bạn. Tới số là mình sắp mặt các bạn. Chứ không sao nữa các bạn, đi đường kinh công cũng được. Cái áp đảo cái anh Nhiên Batman này ha các bạn. Nhiên Batman nó sợ quá, nó đứng ôm tụ các bạn. Sợ anh Yên Glock kéo ra các bạn. Máy nồi thiệt chứ. Tội cho anh Yên Batman đó rồi. Nó cây khá là lợi hại các bạn. Nó có chiêu 2 miễn sát thương các bạn ơi. Rồi tụi bay xác định các bạn. Lộn mày xác định rồi con. Mày thật quá các bạn. Nó bắn ngu vãi các bạn. Không xa các bạn. Chú ý mình cấu nghĩa nó được các bạn. Nó bắn ngu nữa. Chết mẹ. Anh Yên Glock ra nó lẹo các bạn. Yên Glock này không được nhanh vậy. Quỷ đất ma sắp chết kìa ngoài. Để cho nó chạy được hả? Chứ để cho nó chạy, nó làm gì vậy? Trời ơi, bắn tật lết ông nội ơi. Như người lát chạy bỏ mình không ngoài. Tào phát. Mới vô chơi ngu lấy tiếng không ngoài. Ok, con sao ngoài. Chết nó chết còn ngoài nè, có sao đâu ngoài. Chết thì chuẩn bị chết nữa, chết lý thôi, chỉ có rau ngoài. Nhưng Joker, ô lộn Joker thì khá là nguy hiểm ngoài. Nhưng Joker gặp Joker rất thích ăn bơ. Hết đồ niên gốc cơ đang băng trụ luôn mà băng trụ luôn ghê nha đi nguy hiểm nha anh Yên gốc được ở lộn gốc cơ này mà không về là anh Yên này xác định như mình nè anh Yên Ari đang lên qua Ari rất là ham chạy lên tuốt dưới lên tuốt đang nội tốt tỷ săn vãi kê không xa coi giờ mình sẽ farm đứng lại coi ức chế bắt ma nãy nha giết được coi mày quần đùi bắn tật lất quậy tay nó giờ chơi ngu nha rồi thường bắn quay cái mình bắn chuẩn xác các bạn giờ quay chơi ngu vậy anh Yên Linus sắp mặt rồi các bạn nãy giờ 0-3 đấy nha không ổn các bạn mà Yên Ari đi cướp gần nó nào bây giờ qua cướp gần để nó bắn cho sắp mặt từ từ đi ăn xong cái chiến em nói kế tật lất rồi ok làm sao rồi tật phát anh Yên bật chế độ tổng chó lên chạy lẹ quá chuyện này. Mày nè há ra muốn solo à bố mày lại sợ tôi bay quá bố mày lại sợ mày quá cơ bụt nó dính ra quạt à, chắc giờ mình sẽ bắn cứ đứng đây mình cấu rỉa má nó ha quạt anh Yên đang ăn mày anh ga quá rồi chạy mất tiêu quạt bây giờ mình đang có nội tại các bạn mình sẽ giết được anh Yên Batman ở đây bằng cái chiêu ngưỡng của tỏi điếm húi các bạn ơi con ngốc chơi này khá là dơ các bạn thì chiêu của đất quạt thì chiêu cho hửi nát thần trưởng các bạn ba lại cho thằng Batman hửi nát xong nó nổi cái đồ cũng chết ngắt luôn mà ví dụ vậy tại nên cái tật lắc rồi kèm có cái nội tại con này ngày đây bố mấy này sao mà có chuẩn bị cho tan con này chuẩn bị một lần đánh riêng tập thể chuẩn bị sắp giấy ra nó không dám lên ta gọi nó nghe tập thể tới nơi con ơi mày xác định trời ơi được không ơi pha này làm được mà nó chạy vô sâu quá không ơi làm một pha ảo diệu mang tính chất tôn người con ơi không biết nó về chưa mày về chưa ta không nổi cái về rồi con ơi về lẹ ha mẹ lộn đường con ơi lộn tiệm không sao con ơi còn tóc biến mà chơi vô cơ ngáo ta còn đang gạo quá này mày khùng điên ở đây nhìn mình sắp hết má các bạn này tình trạng rất là không ổn các bạn ok ăn lính mà xong tính rồi những gốc cơ đang tính ra mít các bạn một vụ đánh ghen xảy ra ngay tại mít ok Nhiên Joker bắn anh Yên Ari quá đau, anh Yên Ari quyết định quay lại tán đầu anh Yên Joker cái
Thiên Quốc Cơ quyết định cho anh niên, cho anh niên Ari hử nát chết nhắc luôn rồi. Bà thì tàn hình cái chi mô này mất ma nó này tàn hình rồi. Ủa mày sợ nó cơ lỡ ngu các bạn, lỡ dài rồi. Cái gì mà đọc hoài đọc ghiền á, không không chú ý các bạn. Kệ đi, mình cho Glass ăn mẹ ha các bạn. Không sao, mình AD mà chết hai ba mạng cũng chuyện nhỏ các bạn ơi. Ghép mình sẽ gỡ lại sao ha. Mình nãy giờ mình thấy không ổn, tình thế là rất là không ổn các bạn. Cái gì mà 19 như vậy, 19 gỡ lại bằng niềm tin á. Ơi 19 này ông nội mình rất khó nói. 19 là một mạng của Glass luôn mới ghê chứ. What the fuck, này có cơ chơi mình kia chơi hay không các bạn. Ăn 6 mạng luôn kìa các bạn. Bể tụ luôn các bạn ơi. Phủ tụ không nổi. Cái tự này hát mang niềm tin nè. Ok không sao các bạn, 30 chưa phải là hết. Nên nhiên chửi nữa kìa các bạn. Gặp tem ốc chó rồi. Ok không sao các bạn, kệ đi. Giờ mình sẽ tiếp tục đi farm các bạn. Farm hoặc nhiều tiền các bạn. Cái đường đùi nè con. Nó bay vô các bạn. Quỷ Batman biết nó chỉ mè mình không các bạn. Mình nó miễn sát thương các bạn. Nhưng Ari đã lên tiếng các bạn. Nó ngay xôn xao như lượng các bạn. Rồi 111 các bạn. Số đẹp dưới 33 số 1 các bạn. Thôi tính kế ít chim của tao à. Mơ đi bưởi. Đây, mày đây đấy, đây đấy. Mày bắn lâu hả mày? Cái cơ này dặn lâu quá. Quần đồ dính nha các bạn. Bắn dính dính ngay đến luôn rồi. Chữ gừng luôn kìa các bạn. Nhưng sao mình sẽ cố gắng đi phá cái tụi này hả? Mày xác định. Xác định sắp mát. Chạy tức này. À, bỏ rồi lắc này. Chắc chắn là cứu được rồi, mà quay lại cứu là chùm hai đứa các bạn. Nhìn đi lên tiếng không ơi. À, lên tiếng xôn xao vô lượng hết tao các bạn. Nhưng Batman sắp chết không ơi. Mình thấy như vậy. Anh Niên Joker đang cố gắng bắn mình. Mà sẽ bắn vô lùm. Biết có ngạo tao nói không. Rồi hai Niên tao nói các bạn ơi. Dò như Joker các bạn. Cú mày này sợ mày quá cơ. Bước anh tử sức mạnh đó nha. Chết bạn được không ạ, không ổn không ổn. Không ổn không ổn rồi. Chết mẹ chết mẹ. Chạy đây chạy đây các bạn. À, limit lên, nó lộn lên, Edwin lên, nó lộn. Đọc tùm lum mới ta lộn tùm lum, nó lộn cái bờ, lộn cái bàn. Kệ con sang qua này, thằng niên ăn gì quên này, quên ta lên ta. Ai tiếp cho ai lộn, đọc lộn cái bàn, lộn cái bờ luôn. Chắc mình phải một, mình phải ba một chiến nghe nhạc này. Nói ra, niên cái Batman chưa về nữa. Nhưng là ní xâm thủ với mày. Lên mày lên mày, dưới mày sao mày có cơ. Này để dặn nội tại giết con quỷ này mà. Nhưng Joker đang cố gắng thực hiện chiêu móc lốt của mình. Chết ngắt nha, móc lốt hả mày. Chiêu móc lốt mày nó không thành công. Nhưng móc lốt nó không thành công rồi. Thì mình bắn nó sắp mặt. Mình phải làm một chiến về các bạn. Ây da, thôi 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 thôi. Không kịp đánh tiêu và là để mày. Cái mình sẽ làm một chiến để bay về nhà hồi mát không ơi. Xem chết mà quỷ do nó bắn ói ỉa luôn. Kên cho chết em ơi. Thì mình đang cố gắng gỡ lại hát mạng 44 em ơi. Tỷ số đang dần tăng lên hát mạng. Hello nè, lý ai tiếc không ạ. Không ai đường dưới tao ta chứ mình phải xuống dưới phụ hủ cha dưới đó các bạn ơi. Ok, anh đi ai tiếc thì mình không có ngán nữa. Rồi anh đi lên tiếng nữa các bạn. Tên tôi ốc lắm mấy bạn. Mấy bạn đánh nhường tí. Trời ơi. Thằng ngồi thanh niên này. Mình không biết nghe thanh niên này còn sĩ diện để đánh nữa các bạn ơi. Mình kêu đánh nhường nữa. Rồi 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 anh niên sắp mặt đi vô ăn con bùa chi cho nó giết. Trời. Răng ngựa chi mô. Khổ vãi luôn rồi. Anh chết nhắc nữa là tem gì gì. Chạy Batman này thì Batman hả mày. Rồi rồi Joker chết rồi, tụi bay xác định tụi bay rồi. Joker chết rồi tụi bay chết. Chạy lẹ mày, mày chết. Vùng. Chạy lẹ, con miễn sát thương mà. Con Joker này chiêu 2 nó hiện miễn sát thương kia được không bạn, chứ không sát thương phép được ha. Sát thương thường các bạn. Mình thì tiếp tục sẽ tiếp tục hủ cánh tên ha các bạn.
Thì chiêu đùa dai con gốc cơ này cũng khá là hấm mà. Mình thì không có tính đồ gốc cơ hay mà. Lên đi hai đồ đạc quá mà. Không sao, mình quan trọng là thắng thôi rồi. Ok, anh Niên gốc gọi anh Niên John chắc chắn sẽ chết hy sinh tại đây quá mà. Nhưng mà anh Niên cũng hy sinh tại đây quá mà. Gọi anh Niên gốc cơ ra tới rồi. Anh Niên tay nát sắp mặt. Tao nát. Tèo nát luôn rồi. Rồi đi gốc cơ này ảo tưởng sức mạnh tới nơi các bạn ơi. Hết ảo tưởng rồi. Tưởng nó còn ảo tưởng nữa chứ. Ảo tưởng này nó chết rồi. Ảo tưởng sức mạnh này. Nên tập hợp đông đủ bị giao tăng cái bách tổng nè. Đâu rồi, Batman đang tính nó giết mình rồi. Nó chạy tới đây. Nó mè mè nó bắt ai đây không các bạn ơi. Gốc cơ ra tới kìa mà. Nội gốc cơ ra kìa. Nó tới đây, Batman núp lùm nữa kìa. Sao đây một bitch. Cái con đỉ nhỉ. Quỷ mới Batman thế này. Siêu việt các bạn ơi. Sắp mặt tụi bay tới nơi nè. Chạy nhẹ lên, chạy hộ búa. Thì bà thằng nào chết đây. Agi chết đây các bạn. Trong một cuộc giao tranh cơm mát tổng. Agi đã hy sinh từ Trung Quốc các bạn. Rồi. Mà đánh giá bị sắp mặt không này. Ok, bị mất cái tụ luôn rồi. Mất được các bạn. Mày này. Ê lộn trời ơi, tự nhiên mình không nhìn ta, tự nhiên đi hẳn vô tại. What the fuck. Không đi về em nội, mình chơi nhây nữa. Lúc mình chốc chơi nhây quá. Rồi Niên Glass đang chơi khô máu rồi quyết định. Niên Glass hay Niên chốc chơi bắn thấy không khôn quá. Bắn xe đích, vừa bắn xe đích hoài. Niên quay lại muốn quyết định tán như đầu, anh chốc chơi một cái. Cuối cùng tới khi chết thôi mà. Con số là lên gấp đôi các bạn ơi. 11 xem 2 các bạn. Nó lên gấp đôi mình luôn rồi. Không sao các bạn ơi, mình có thể là kèo được. Rồi mình thì đang đậu tem các bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ cố gắng đi gắn tem thôi. Nhường gương mình với. Mấy bạn nói hay quá, nhường mình với các bạn ơi. Để rồi. Như này chơi cái chiến tranh, cái lộn chơi. Chơi cái trận đấu mà giao hữu đó các bạn. Giao lưu nó. Cái nồi chỉ ăn rồng, nó lộn ăn trứng rồng anh em ơi. Ta hận nữa lại thôi. Vậy cái ta hận nữa lại thôi. Vậy anh đi ra tiếp nha. Còn nó ăn rồng một chút rồi. Nó lộn lên chim nữa. Anh đi ra tử sức mạnh nữa rồi. Chạy nè, chạy bỏ cái nồi này. Nó đang lên các bạn, vậy. Thấy cái dấu hiệu đang lên nhiều lắm rồi ơi. Đông lắm. Vậy nè, tại đây còn được hay là cái chim mô. Kìa em thấy mà biết lắm, nó lên tới nơi. Thấy mặt bắt ngang, mặt gốc cơ. Cố gắng đi cứu em hết mày. Chơi khô má nó không ta? Không được mà bốn hằng rồi. Rút lẻ này. Mày. Trời ơi, bắn nó quá là khấm hết mày. Nhưng gọi là đang cố gắng đẩy lính lên qua này. Mình thì đang cố gắng hữu tụ. Mày bắn lộn kết cái con kia luôn các bạn ơi. Sorry nha. Sao giờ mình sẽ tập hợp anh em đông đủ rút về nội ơi, chơm bắp cũng lại đâu để đông hàng bằng bốn hàng nha. À. Đang nghĩ dàn trên nó ngay tập hợp cái chỗ nào đó cũng là nguy hiểm. Nhân John đứng ngoài bắn lén nha mày, bắn cái quần chết à. Bắn là nó mắc mắc me me mắc mình rồi. Rút anh em rút về được. Tình thế không ổn, rút về rút lui trời ơi. Gốc cây gượt con gượt mình đúng không? Dùng đùi chạy tới rồi. Rồi chạy không nói tiếng để bảo tôi gần sẽ là về là cái kim ơi. Mình sẽ xuống bắt lẻ bắt mai thôi. Bắt lẻ giết mình chết nữa. Ok, cho mình xuống phụ thôi, phụ đi biết thôi. Mình đi gì được không? Ok, chết đây bằng. Tập hợp cho người game biết này. Batman chết là coi như là một cái hàng rất là bình thường, nó chết rồi mẹ. Nè, chết rồi, quỷ nó tán rồi. Bật cái kiếm bự cho bán nó tán lên kìa. Rồi, giờ mình có ghĩa máu mấy quỷ này các bạn. Đồ nè, ní Anduin, lộn nè, Atit. Mày chạy hậu quá mày chạy. Bộp, thí sinh nè. Rồi, anh Niên ngốc kê, anh Niên John thôi. Mày chết mẹ nó bắn mình thấm hết rồi.
chém khó rồi. Đại cho không ạ, không thấy đường gì nữa, chơi khô máu thôi. Mình phải làm một chuyến bay về nhà nó không máu thôi, hết máu rồi, chơi khô máu quá ta. Ok giờ đi kem ăn gạo nữa nha, lột ăn cả hàng đi. Cả hàng đi nữa, con rồ 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 ra tới nữa này. Mình về là tên cái gì cơm ăn rồi. Còn nên điện gốc cơ hấp. Mình đi điện điện gốc cơ hấp sắp mặt. Ok, cho mình sẽ hưởng cơ hội hai quỷ kia chết mình sẽ đẩy tụ hết mà. Còn mình ra hiện không hủ nó đỏ ra rồi. Mày giờ cái búa này, bà cái kiếm lên tán rồi như vậy. Mình tưởng cái chiêu cuối mày đã hấp được tao à? Ok còn sao? Giờ nên đợi nên người lắc kéo ra là rồi rồi xác định. Một, còn nên con quỷ này con ơi, thì mình đang cố gắng lực kẹt con ơi. Một, ok chết rồi các bạn. Mình đã cố gắng bật cái chiêu hai miễn sát thương vô đi giết thằng quỷ hai tiếp thôi các bạn. Ok chắc thời cơ đã tới ngoài, tới lúc lật kèo ngoài, đập lẻ nữa, đập lẻ về lẻ không hỏi, ngoài nhiên lách mang ra tới ngoài, ok về ngoài, về em ơi, ok về được hả bạn, từ từ con ơi, muốn lật kèo đâu phải khó lắm bạn, không phải muốn lật là được, muốn úp là úp đâu. Nãy giờ trận đấu nãy giờ mình kéo dài 16 phút rồi các bạn, không có giỡn được ha. Nên nó có dự định là muốn ăn gạo các bạn. Tên mà hay là có sự xôn xao dù được ở đây lục lục cục bộ con này, nhưng bắt mang nó hy sinh các bạn. Bây giờ sẽ cố gắng đi ăn tạ hằng ghẹ ha, chỉ gỡ là cho tên thôi. Mình thì bắn chiến mạng nên cũng khá là thấm các bạn, là cao 4 con này, nhưng mà bấm lộn chiến rồi ta, rồi mình kéo các bạn. Rồi tên nó xác định mày, rồi mình ăn gạo xong rồi tên nó lực kèo các bạn, tới lúc lực kèo à. Do mà là mình mới thấy cái mặt nó đâu đây mà mày. Rồi sắp mặt. Tại bắn cái nửa cái máu nổi chơi cái chimo gì nữa. Rồi ơi là kèo thiệt không ơi. Nhưng nút cơ mình không ngán nữa. Nút cơ mà gặp vô cơ thích ăn bơ là tụi mày chạy. Bây giờ mình 73 các bạn. Rồi ngồi chứ. Bây giờ mình sẽ tập hợp ngay giữa để chuẩn bị một pha cơm bá tẩu ha. Tập hợp anh em ơi. Nhưng teo nát đi lẻ rồi chửi hoài ta. Đi chung nè ông nội, Niên gọi sắp mặt hay chết rồi nè. Ơi Niên là cái chi mô gì vậy đó. Cũng không biết con này. Ok Niên mất cái chiêu cuối các bạn, Niên câu cơ mất chiêu cuối rồi. Chết bà luôn rồi. Rồi sắp mặt đây. Rồi giờ con chạy về tem mình qua anh. Cú anh em, cú em nó còn đau lắm, nó còn 5 hàng cho mình, nó có 4 hàng à. Nhưng đợi anh em cho nó đi lẻ các bạn nhé, là thắng luôn các bạn. Cú anh em, cú gấp lẻ, gấp rút mà nó không rút luôn các bạn. Nhắn cũng dối nè. Đừng có cơ má. Yeah, trời ơi. Retreat. Lấy hai hàng mà chấp luôn. Rồi bốn hàng mà ơi. Nhưng người ta nói đi lẻ qua. Save Talanos. Đi chung đi. Hay đi ba. Ok xong rồi xin ngoài. Tập hợp. Nó lộn tần tú nó ngọng nữa. Kệ nó ngọng. Rồi nó ngọng nó kẹt các bạn ơi. Mình thì giờ vừa chơi vừa mình lượn các bạn, nó không có tập trung cho lắm. Rồi Hanh Niên mình sẽ cố gắng đi bắt được Hanh Niên sang lưng ngoài. Hanh Niên do nó cố gắng đi xuống các bạn ơi. Một hàng bắt lớp các bạn ơi. Ở đó tên là Tài ơi, nội ơi. Gì vậy trời, chạy con đâu hết tên rồi. Ok mình còn sống con ơi, hên quá. Hanh Niên nhóc cơ nó chết rồi các bạn. Hanh Niên bắn cái chết chắc luôn rồi. Tập hợp nè, win luôn nè. I need backup. Rồi, nhưng sắp mặt hay đi lẻ, dí sắp mặt hay sao, vậy mà sao mà lật kẹ được á. Rút, trời ơi, tên chết hết, mất mang, cố gắng bắt lẻ các bạn. Đi mát đồ các bạn.
rút rút. Hãy nói qua đây. Hãy cố gắng đánh cẩn thận các bạn. Chủ lực các bạn ơi, sát thương chủ lực. Cái trụ nó thì khá là bất lợi, mang trụ mình còn nhiều hơn ha. Những lưỡi này nó chơi điếm húa không ai, nên đập trụ nè, ai cho mày đập. Bố mày lại sợ tôi bay. Chết đi mày. Cố gắng để đẩy lính lên ha các bạn. Đứng lên, đang đi tới các bạn. Để bắt ma tới các bạn ơi. Mày ảo tử trong ngạn các bạn. Ủa chết rồi luôn các bạn ơi. Kệ không sao ha. Ủa bắt ma chết rồi đỡ. Ê lúc ta xuống rồi ha. Không bắn rồi, nó cơ nó cũng thế các bạn. Lết game hay nóc cơ nó cũng mỏng mỏng các bạn. Sao ha. À, đồ ai chết đứng yên các bạn ơi. Bắt nó lẻ nữa anh em. Ba đứa được lại nữa. Chơi với nhà kìa anh em ơi. Kìa nhà. Nhà kìa rút ra anh em đó các bạn. Rút. Để. Nhà. Trời ơi. Ô bây giờ. Model phát. Cái gì vậy cái tại gắn đi đẩy lên á. Không có kịp đâu, Batman sắp hoàn sinh kìa, gọi chết nè, Lydia chuẩn bị sắp mặt nè các bạn. Đi chặn đầu nè. Chửi mấy thằng ngu luôn kìa. Rồi gọi chuẩn bị sắp mặt chắc rồi, Batman chuẩn bị lên tới nè. Joker nè. Cái gì mà tùm lum thôi nè. Joker sắp mặt các bạn. Bụp, chắc lết thôi nè, ổ dính các bạn. Nó có giáp hoàn sinh quá nè. Mình bắn nha các bạn, bắn thoải mái các bạn. Rồi em bắt ma sắp mặt các bạn. Rồi rồi rồi, tới tới mình anh ra các bạn. Mày sắp mặt. Ok, đừng nghít lên luôn các bạn, rồi thắng các bạn, chắc chắc rồi. 100% thắng các bạn. Nó hủ bằng niềm tin các bạn. Các bạn mới gọi cấp tiến rộng rồi. Bạn hy sinh các bạn. Ơi, ôi sao trên hết rồi. Là kèo. Trời ơi, hàng gì anh đi đi lẻ. Giờ mà còn ăn gồng nữa sắp thắng rồi còn đi lẻ nữa. Đi hắt luôn nhau. Mình chủ quan mình cứ giỡn giỡn mặt một chút mình chưa. Nãy giờ cứ tận đấu rồi tiếp về tới 22 phút rồi. Protect Lindis. Ôi. Mình lên tiếng các bạn ơi. Ức chế các bạn, cái tụ này giờ phát hoài không được á. Nó phát mình được cánh các bạn. Về mà thằng nào đi lẻ là nó vô nó đập bể tụi mình luôn các bạn ơi. Cái giáp hồi sinh mình hết xài được các bạn. Bán luôn các bạn. Kiếm cái đồ nào hoặc là bá đạo các bạn. Nó như kiếm là hấp hấp rồi. Con sẽ là kia nam các bạn. Ok con dê con này. Nhìn cái nam bán trái đã các bạn. Lên lên em tập hợp. Để ngoài có máy tổng nè. Mình chuẩn bị lên có máy tổng mọi người. Rồi 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 liên biết mình chết này coi như là không ổn mọi người. Hên quá chưa chết mọi người. Bị một pha giao tan có máy tổng nhưng bị xảy ra đây. Nên đâu tập hợp. Mình là thắng cái giao tan này là mình sẽ thắng luôn hả mọi người. Mày một thằng thôi ơi. Mày ok lên luôn anh em ơi. Mày lên ra sắp mặt các bạn. Ok tập hợp. Con mít các bạn ơi. Con mít đi các bạn ta bằng con gái. Các bạn già bạn trẻ. Ok để cho tên mình giết các bạn. Mình sẽ cố gắng đẩy lên. Rồi limit limit limit. Nguy hiểm nguy hiểm. Rồi không được không. Cố gắng giết cái này. Ok chết rồi. Một combo hả các bạn. Bắt ma cố gắng lên mình. Thôi cái bờ cờ luôn các bạn. Bờ cờ là nhưng em quá bất ngờ các bạn ơi. Một combo hay giết được hàng gốc cơ ha. Hay vô cơ hết trong bờ ghê chưa các bạn. Rồi thắng chắc ông ơi. Mày là chim ngô đây. Thắng rồi các bạn ơi. Ok nha.
clip tôi xin tạm dừng đây ha, các bạn nhớ like, share và đăng ký để mình có động lực làm tiếp những video tiếp theo ha. Goodbye, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau ha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Ok.